cô vàng và lá thư khác của một số thương binh bạn của anh gửi cho những người lãnh đạo đảng tố cáo tội ác nói trên. Lúc đó, ông mới viết bài công bố vụ án này vào ngày 10 tháng 3 năm 1997. Ông Bùi Tín là cựu đại tá quân đội nhân dân của Cộng sản Việt Nam, từng là phó tổng biên tập của báo Nhân dân. Tháng 9 năm 1990, ông sang Pháp dự hội hàng năm của báo L'Humanité, rồi quyết định xin tị nạn chính trị tại Pháp. Từ đó, ông viết báo lên án tình trạng mất nhân quyền, phản dân chủ tại Việt Nam. Đặc biệt nói về nạn nhân bi thảm, kéo dài nhất của sự tàn nhẫn trên đây là số phận của đứa con vô thừa nhận của Hồ Chí Minh và cô Nông Thị Xuân. Ông ấy có với cô Xuân một con trai. Mà cách đây 2 tháng tôi có viết một bài báo dài lắm. Tôi có nói đến không thể để số phận một con người như thế được. Tức là anh Nguyễn Tất Trung là sinh năm 56, năm nay là 52 tuổi. Thì 52 tuổi anh sống trong một cái hoàn cảnh rất là cực nhục. Biết mình là con ông Hồ. Dần dần biết, người ta giấu kỹ lắm. Bởi vì sau khi anh đẻ ra thì lại giao cho lúc đầu là giao cho hội phụ nữ nuôi như là con mồ côi. Thế sau mới giao cho Chu Văn Tấn, là ông tướng ở Việt Bắc. Thế nên sau này ông Chu Văn Tấn bị coi như khai trừ khỏi đảng. Thế ông ấy bị mất chức, mất tất cả, bị tù, chết trong tù. Đấy, thì là do đó mà Nguyễn Tất Trung này không còn, ông không nuôi nữa thì là giao cho ông Vũ Kỳ. Thế khi mà ông Hồ mất là ông Vũ Kỳ nuôi và đặt tên là Vũ Trung. Bên cạnh chủ trương tạo cho Hồ Chí Minh một con người đạo đức như một nhà tu hành, Đảng Cộng sản Việt Nam còn suy tôn Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng, một nhà văn hóa. Tập thơ nổi tiếng Ngục Trung Nhật Ký là tác phẩm thơ nói về đời sống lao tù của một tác giả Trung Hoa, với những tình tiết và khung cảnh lịch sử của Trung Hoa thập niên 1930. Nhưng thật kỳ lạ, Đảng Cộng sản Việt Nam lại mạo nhận tác phẩm đó là của Hồ Chí Minh. Khi phân tích tác phẩm này bằng văn bản học, các nhà biên khảo đã khám phá những mâu thuẫn nội tại trong cuốn sách và xác định Hồ Chí Minh không thể là tác giả của tác phẩm này. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là nhà biên khảo về văn hóa và văn học Việt Nam. Ông đã từng giảng dạy tại các trường đại học Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông cũng là giám đốc Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trước đây. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã bỏ ra nhiều năm nghiên cứu về Ngục Trung Nhật Ký, cho biết như sau. Vấn đề Ngục Trung Nhật Ký có là một tác phẩm của Hồ Chí Minh hay không là một vấn đề chúng ta có quyền nghi ngờ. Cái người đầu tiên ngờ vực vấn đề đó là học giả Đặng Thái Mai, tức là bố vợ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngay từ thập niên 1960, ông Đặng Thái Mai đã trông thấy cái sự khác biệt giữa cái ngày tháng đề ở bìa của cuốn Ngục Trung Nhật Ký là năm 1932 đến năm 1933, mà trong khi chúng ta biết ông Hồ Chí Minh bị tù ở Trung Quốc là 10 năm sau, từ năm 1942 cho đến năm 1943. Ông Đặng Thái Mai có hỏi và thực sự không bao giờ nhận được một cái câu trả lời. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cho biết trong 2 lần Hồ Chí Minh ở tù, những năm 1932 tới năm 1933 ở Hồng Kông và quản chế tại mặt thư khoa từ năm 1935 tới năm 1939, cũng không có làm bài thơ nào. Rồi tự nhiên, khi về làm chủ tịch nước 15 năm sau, thì người ta mới khám phá ra ông có làm thơ thời gian tù ở Trung Quốc. Đó là một điều rất đáng ngờ vực. Thì chúng ta thấy có quá nhiều những cái điều không thể hiểu được nếu ông là tác giả thực sự của cuốn Ngục Trung Nhật Ký. Thứ nhất, hầu hết những cái bài thơ ở trong đó đều nói về những chuyện ở bên Trung Hoa, như là kháng chiến chống Nhật, như là ca tụng ông Tưởng Giới Thạch. Thì không lẽ ông Hồ Chí Minh là một người, nếu chúng ta tin rằng là yêu nước Việt Nam, mà lại đi ca tụng chuyện của nước người
mà ngay cái số bài thơ ở trong quyển đó cũng không có rõ. Có nơi nói là 100 bài, có nơi là lần đầu tiên in năm 1960 chỉ có 114 bài. Với thời gian ấy, cái số bài này nó cứ tăng lên. Thế rồi thì lại có cái vấn đề của những các dịch giả ấy, cũng gian lận. Tỉ dụ như nó có một cái bài thơ nói đến năm ngôi sao, thì ông Nam Chân dịch là năm ngôi sao vàng. Vì lý do đó thì chúng ta đã có những cái tác phẩm của giáo sư Lê Hữu Mục, của chị Trần Khải Thanh Thủy, và gần đây nữa của ông Đỗ Thông Minh ở bên Nhật. Mỗi ngày người ta càng tìm thêm những cái nó gọi là mâu thuẫn nội tại ở trong cái quyển sách đó. Giáo sư Lê Hữu Mục, nhà biên khảo, phê bình văn học, nghiên cứu triết học và tôn giáo, cho phát hành cuốn Hồ Chí Minh không phải là tác giả Ngục Trung Nhật Ký. Cuốn sách đã làm nhức nhối Đảng Cộng sản Việt Nam, đã cho biết. Giải thơ Liên Xô, Pavel Antokonsky, tháng 11 năm 18, nhà thơ Liên Xô được mời đến phủ chủ tịch. Ông viết, tôi báo cáo với người về công việc đã làm được trong một tháng ở Việt Nam. Ông báo cáo với Hồ Chí Minh là tập thơ Ngục Trung Nhật Ký của người đã được dịch ra và cho đăng báo, thì Hồ Chí Minh phá lên cười một cách vui vẻ và nói, chẳng qua là lúc ở chiến khu Việt Bắc, rảnh rỗi nên ông làm thơ chơi, cả ông và các đồng chí của ông nữa. Nhà thơ Liên Xô nói ông rất thất vọng vì Hồ Chí Minh đã không xác nhận mình là tác giả tập thơ và cố tình tránh né câu hỏi liên quan đến Ngục Trung Nhật Ký. Hai cuốn sách với tựa đề Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch và Vừa đi đường vừa kể chuyện ca tụng Hồ Chí Minh như một người cha của dân tộc. Người ta cứ ngỡ rằng những cuốn sách này là của hai tác giả Trần Dân Tiên và Tê Lan nào đó. Nhưng thật ngạc nhiên đến lý thú, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vô tình thú nhận